tăng cường cây xanh trong nhà. Cây xanh được coi là cách tiết kiệm điện tự nhiên, không quá tốn nhiều chi phí, vì vậy nên bố trí các chậu cây xung quanh nhà vào mùa nắng nóng. Giữa thời tiết nắng nóng, nhiệt độ từ 35 đến 40 độ C, không gian xanh làm dịu bớt tác động của ánh nắng gay gắt. Sử dụng rèm cửa để tránh ánh sáng. Khi thời tiết quá nắng, việc kéo rèm sẽ giúp không khí trong nhà mát mẻ, thoáng đãng hơn. Thay vì dùng các loại rèm mỏng vẫn rọi được ánh sáng vào nhà, nên cân nhắc chọn mua loại rèm có màu sắc trung tính, loại rèm dày. Rèm này có thể làm giảm khí nóng lên đến 33%. Rút nguồn thiết bị điện khi không sử dụng. Các thiết bị điện như máy tính, tivi, loa đài, ngay cả khi tắt đều có thể tốn điện năng. Tuy điện năng tiêu tốn tại thời điểm đó không cao, nhưng về lâu dài, số tiền bạn phải bỏ ra cũng đáng kể. Vì vậy nên lưu ý rút nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng. Sử dụng tủ lạnh đúng cách và tiết kiệm điện. Đặt tủ lạnh cách tường ít nhất 10 cm. Đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ dao động từ 3 đến 6 độ và âm 15 đến 18 độ với chế độ đông lạnh. Đặc biệt hạn chế mở tủ lạnh nhiều vào những ngày nắng nóng, bởi mỗi lần mở tủ lạnh gặp một luồng khí nóng khiến chúng phải cân bằng lại nhiệt độ đã thiết lập, điều này gây tốn điện năng nhiều hơn. Thay thế các thiết bị điện đã cũ. Một trong những cách tiết kiệm điện đó là sử dụng đồ điện mới. Trong nhà những đồ đã cũ như tủ lạnh, máy giặt, ấm nấu nước, nồi cơm điện, khi cũ kỹ hư hỏng sẽ bị hao tốn điện năng nhiều hơn. Tránh sử dụng điện trong khung giờ cao điểm. Khung giờ cao điểm trong ngày thường là lúc 9:30 đến 11:30, 17:00 đến 20:00. Bạn nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện trong cùng lúc vào khung giờ trên vì sử dụng nhiều điện sẽ gây chập chờn, tốn năng lượng điện hơn. Thay đổi thói quen sử dụng thiết bị làm mát. Đối với điều hòa, cứ tăng lên 1 độ C, bạn có thể tiết kiệm được 2-3% điện năng. Vì vậy nên để điều hòa ở mức nhiệt độ trên 26 độ C đối với ban ngày. Tắt điều hòa vào ban đêm và mở cửa đón khí trời. Đây là một trong những cách tiết kiệm điện cho máy lạnh. Đối với quạt, tắt và rút phích cắm quạt sau khi sử dụng.